Xin chào các bạn đến với video bonus ngày hôm nay. Video bonus ngày hôm nay của mình với chủ đề đấy chính là thông điệp tình yêu dành cho những bạn độc thân. Chúng ta sẽ có 3 sự lựa chọn, 1, 2, 3. Hãy giúp mình lựa chọn một tụ bài ở đây để xem là thông điệp tình yêu dành cho các bạn độc thân ở đây là gì nhá. Rồi, ok, cho các bạn một chút thời gian đi để các bạn lựa chọn đi. Mình cũng có rút 3 lá bài thôi, 2 lá bài ở Oracle ở 2 bộ bài tình yêu và 1 lá bài Tarot để xem là thông điệp dành cho các bạn đây là gì. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với số 1 nha. Rồi, với những bạn độc thân ấy thì mình thấy rằng là sắp tới đây á, hoặc là hiện tại nha, hiện tại các bạn đang có tương tác với một cái nhân vật nào đó, thì mình thấy rằng là trong cái thời điểm tiếp theo ấy, nếu như cho dù là bạn gặp họ hay chưa, nếu như mà bạn chưa gặp họ thì thời điểm tiếp theo bạn sẽ gặp cái người này. Còn nếu như các bạn đã gặp rồi thì mình thấy rằng là cái mối quan hệ này sẽ có khá là nhiều những cái giây phút vui vẻ khi mà bên cạnh nhau, giống như là hai người giống như là những đứa trẻ, giống như những đứa trẻ được ngây thơ, được vui tươi, được hồn nhiên, có thể là sẽ cùng nhau có những cái hoạt động gì đấy mà giống như những đứa trẻ con ấy, đó, tận hưởng vui vẻ trong cái tình cảm này. Mình sẽ mô tả về cái nhân vật này nha, để nếu như mà những bạn nào chưa gặp thì hãy để biết nhá. Đầu tiên này, hãy nghe mình nói. Đầu tiên là nếu như ở đây nó có hai nhân vật, là một nhân vật nam và một nhân vật nữ. Đó, thì nhân vật nữ ở đây được mô tả là một người phụ nữ mắt đen tóc đen. Nếu như các bạn không phải là người nữ mắt đen tóc đen này, mà tóc bạn màu sáng hơn, mắt bạn màu khác, thì hãy hiểu rằng là bạn sẽ gặp cái nhân vật mới này. Cái nhân vật mới này, cái nhân vật đến với các bạn này này, thông qua một người nữ mắt đen tóc đen. Đó, hãy hiểu là như vậy. Trường hợp số 2 ở đây á, cái người số 2 ở đây là cái người mang năng lượng nam ở đây này. Mô tả về một cái người nam mà theo mình thấy rằng là họ đã khá là trưởng thành về mặt cảm xúc của họ rồi. Họ trưởng thành về mặt cảm xúc rồi. Và họ biết cách để mà giống như là tạo ra những cái giây phút rất là thoải mái cho đối phương của họ. Và kiểu những gì mà họ làm ấy có thể là cũng vừa lãng mạn, vừa có chút gì đấy mà nó trẻ trung, nhưng cũng vừa có một cái chút gì đấy nó rất là trưởng thành. Có thể họ cũng sẽ hay đưa ra được những cái lời khuyên rất là hay dành cho đối phương của họ chẳng hạn. Đó, cho nên là mình không rõ được bạn là cái người mà ở cái phe nào, cái phía nào ở đây. Thì tại vì ở đây như mình nói là có một mô tả về một người nam và một người nữ. Thì tùy vào cái giới tính xác định của bạn thôi, là bạn thích người nam hay người nữ thôi nhá. Rồi, thì về cơ bản ở đây á, mình thấy rằng là cái mối quan hệ này á, nó phát triển khá là tốt trong giai đoạn tiếp theo và giai đoạn ban đầu. Còn giai đoạn về phía sau nữa ở đây thì mình không có thấy được, không có nhìn được. Thì ok, cái đấy là các bạn hãy tự trải nghiệm để cảm nhận nha. Mình chỉ thấy rằng là sẽ có những cái nhân vật như thế này xuất hiện trong cuộc sống của các bạn thôi. Và như mình nói rồi, nếu như mà các bạn nữ nhưng các bạn không có giống cái mô tả như mình nói á, thì có thể rằng bạn sẽ thông qua một cái người nữ giống như vậy để bạn tìm thấy cái người đối phương tiếp theo này của bạn. Đấy là số 1 nhá. Cần đến với số 2. Với số 2 này này thì mình thấy rằng là các bạn ở đây á không có nói cụ thể về một cái nhân vật nào đó sẽ đến với các bạn trong chuyện tình yêu. Mà ở đây mình cảm thấy được rằng là những cái chuyện cũ trong quá khứ của các bạn ấy, có thể là những mối quan hệ cũ này, những tình yêu cũ của các bạn này, hoặc là quá khứ về mặt gọi là gia đình của các bạn, những cái ký ức từ thời ấu thơ của các bạn ấy, nó đang tạo các bạn trở thành một cái người mà khá là lạnh lùng, sắt đá, có những cái điều gì đấy nó khá là nghiêm khắc ở đây. Đó, và cái điều này vô tình nó lại trở thành cái rào cản, khiến cho những cái người khác ấy, họ muốn đến với các bạn ấy khó hơn. Có thể là các bạn gặp vấn đề liên quan đến lòng tin, có thể các bạn đã từng bị phản bội trong quá khứ, hoặc là các bạn chứng kiến những người thân của mình bị phản bội đó, hoặc là như thế nào đó. Nhưng mà những cái ký ức đó, nó là những cái nó đã in sâu vào bạn rồi, và nó đang ngày càng khiến bạn trở nên lạnh lùng hơn, sắt đá hơn, nghiêm khắc hơn. Đó, thì điều này không hẳn là xấu, nhưng nếu như mà nó được giữ ở một cái mức độ vừa phải á, thì ok. Nhưng nếu như mà nó ở cái mức độ quá cao đi, thì chính cái điều này nó là cái thứ ngăn bạn đến với tình yêu tiếp theo, ngăn bạn đến những cái mối nhân duyên mới nó đến được với các bạn ở đây. Và mình thấy rằng là bạn sẽ phải giải quyết những cái vấn đề liên quan đến lòng tin này khá là nhiều. Đầu tiên là
đừng mất lòng tin vì những cái điều mà không tốt nó xảy ra với mình. Thì các bạn nghĩ là cuộc đời mình sẽ không bao giờ có được những cái điều tốt đẹp đúng không? Đó, có thể là các bạn có lòng tin vào những điều sai lầm và những cái tin tưởng sai lầm nào đó là cái thứ nhất này. Cái thứ hai là các bạn bị mất lòng tin vào việc là những cái điều tốt đẹp nó sẽ đến với mình. Thì mình có đọc được một cái bài rất là hay. Đại loại của cái bài đó đấy chính là tôi khi mà tôi đi làm ấy, thì tôi đi làm một cái nơi mới ấy, thì bắt đầu là tôi được sếp của tôi và những người đồng nghiệp xung quanh đối xử rất là tốt. Và lúc đấy tôi thực sự bị sốc và ngạc nhiên là tôi không nghĩ rằng là những cái người mà ở cái nơi làm việc đấy họ lại đối xử tốt với tôi như vậy. Bởi vì trong mắt của tôi, trong suy nghĩ và niềm tin của tôi ấy, thì tôi luôn nghĩ rằng là đi làm sếp hay là nhân viên chỉ hay là đồng nghiệp với nhau chỉ là xã giao thôi, hay là sẽ có những xung đột hoặc là những cái môi trường đấy là môi trường không tốt. Nhưng mà những điều chúng ta chưa trải nghiệm không có nghĩa là nó không có. Đó, cho nên ở đây các bạn cần phải xây dựng lại cái lòng tin này. Đó, nhìn nhận lại cái điều này một chút nha. Rồi, thì đấy là số 2. Chúng ta đến với số 3. Một nhân vật trong kiếp sống trước sẽ quay trở lại trong cuộc sống của các bạn. Người này là một cái kết nối mà có thể là còn dang dở hoặc là còn một cái gì đó chưa rõ ràng ở những cái kiếp sống trước, hoặc là các bạn có lời thề hẹn gì đó với nhau. Nên là kiếp sống này các bạn sẽ gặp lại nhau và bạn sẽ tìm hiểu cái người này trong giai đoạn tiếp theo. Sẽ tức là mặc dù nói rằng là họ là kiếp sống trước nhưng ở kiếp sống này hai người hoàn toàn là người mới thôi. Biết gì về nhau đâu, biết gì đâu. Đó, cho nên là các bạn sẽ dành thời gian để tìm hiểu nhau ở đây. Thì cái người này á có vẻ là sẽ có một vài điều á khá là giống với những gì bạn mong muốn ở một cái nhân vật mà đến với các bạn. Tức là bạn mong muốn gì, bạn kỳ vọng gì thì cái người này dường như gần như là đáp ứng được điều đó. Và với một số bạn thì các bạn đã rất là mong chờ cái mối quan hệ này rồi, thì cuối cùng là cái mong ước, cái mong muốn này của các bạn ấy nó trở thành hiện thực và bạn có thể gặp được cái nhân vật này ở đây. Đó, và mình thấy là thời điểm tiếp theo, trong giai đoạn tiếp theo bạn sẽ gặp một nhân vật mà các bạn có thể tìm hiểu này, trò chuyện với nhau này. Đó, mặc dù là các bạn cảm thấy là lần đầu tiên hai người gặp nhau, biết nhau, nhưng thực chất là ở bên trong cái kết nối mặt linh hồn á, thì các bạn đã gặp nhau có thể là rất là nhiều lần rồi, gặp nhau rất là nhiều kiếp sống rồi. Cho nên là có thể bạn sẽ phát hiện ra cái người này có một vài cái đặc điểm nào đó chung với bạn, mà những cái đặc điểm đấy nó khá là hiếm gặp nhưng mà lại có chung với bạn. Cho nên là đây cũng sẽ là một cái trải nghiệm rất là thú vị. Mình thì muốn xem thêm về cái tụ bài này nên là mình sẽ xem. Và trong khi mà ở trong cái mối quan hệ này này, mình cảm thấy được rằng là cái đối phương kia sẽ là cái người chủ động và sẽ là cái người mà thể hiện tình cảm nhiều hơn với các bạn. Tụ bài số 3. Soulmate. Không bình thường nha. Rồi, không bình thường đâu. Đây là một cái kết nối soulmate đấy. Đây là một cái kết nối rất là đặc biệt đấy. Cho nên là kiểu thật ra soulmate này là bạn về mặt linh hồn này là đã có từ rất là nhiều kiếp sống trước rồi. Rồi gặp lại nhau thôi. Một lá cuối nè, một lá cuối cùng nè. Rồi đấy, hai người có một cái kết nối tâm linh rất là mạnh mẽ nhá. Có thể là bạn chưa kịp nói thì người kia đã nói hộ bạn rồi, hoặc là bạn đoán được họ sẽ làm gì tiếp theo luôn ấy. Đó, bạn nói được ra là họ sẽ làm gì. Có thể bạn muốn nói là vừa làm cái đấy vừa làm cái kia đấy à. Ví dụ thế, họ bảo là sao biết là vừa làm xong. Đó. Ok, thì đấy là số 3 nhá. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe này. Nhấn like và đăng ký kênh của mình nhá. Bye.